Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn. Trẻ suy dinh dưỡng nguyên nhân và cách phòng ngừa. Theo tổ chức UNICEF, Việt Nam là một trong số 34 quốc gia trên toàn cầu phải đối mặt với gánh nặng suy dinh dưỡng cao nhất. Theo đó, Việt Nam có hơn 230.000 trẻ em dưới 5 tuổi thiếu dinh dưỡng cấp tính nặng mỗi năm. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi và tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Suy dinh dưỡng ở trẻ em là gì? Suy dinh dưỡng trẻ em là tình trạng thiếu hụt dinh dưỡng bao gồm thiếu năng lượng, protein, lipid và các vi chất dinh dưỡng. Bệnh phổ biến ở trẻ nhỏ dưới 5 tuổi, đặc biệt là trẻ dưới 3 tuổi. Theo báo cáo tình hình trẻ em thế giới năm 2019 của tổ chức UNICEF, trên thế giới cứ 3 trẻ dưới 5 tuổi thì có một trẻ thiếu dinh dưỡng. Tại Việt Nam, có hơn 230.000 trẻ em dưới 5 tuổi thiếu dinh dưỡng cấp tính nặng mỗi năm, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng thiếu dinh dưỡng thể thấp còi và tử vong ở trẻ dưới 5 tuổi. Những con số biết nói này đã dấy thực trạng số trẻ em phải chịu hậu quả từ chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học, không đáp ứng đủ và đúng nhu cầu đang rất báo động. Nguyên nhân khiến trẻ suy dinh dưỡng. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em. Tuy nhiên, các nguyên nhân hầu như xuất phát từ chế độ dinh dưỡng cho trẻ. Thói quen ăn uống không lành mạnh hay những vấn đề dinh dưỡng không tốt trong thai kỳ của người mẹ. Chế độ dinh dưỡng không đầy đủ của mẹ khi mang thai. Dinh dưỡng trong thai kỳ của mẹ không đảm bảo đầy đủ và cân đối các nhóm chất. Bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất, cũng như các vitamin và khoáng chất thiết yếu là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ sơ sinh. Trẻ thiếu dinh dưỡng trong giai đoạn bú mẹ và ăn dặm bổ sung. Đối với trẻ sơ sinh, suy dinh dưỡng dễ gặp ở những trường hợp trẻ bị sinh non, thiếu tháng. Việc cho trẻ bú mẹ trong giờ đầu sau sinh và những ngày đầu đời cũng tác động không nhỏ đến sự phát triển của trẻ. Theo số liệu Việt Nam thu thập năm 2018, chỉ 17% trẻ được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu. Như vậy có đến 83% số trẻ đã không được cung cấp nguồn thức ăn tốt nhất dành cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Thực đơn ăn uống của mẹ không đủ chất cũng khiến nguồn sữa không đảm bảo cả về lượng lẫn về chất. Gián tiếp gây ra tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ. Vì nhiều lý do như mẹ thiếu sữa, sữa không đủ chất nên mẹ phải bổ sung hoặc dùng sữa công thức thay cho sữa mẹ. Điều này khiến trẻ không nhận được đầy đủ các kháng thể từ sữa mẹ. Đến tuổi ăn dặm, nhiều trẻ lại được cho ăn dặm sai cách, không đảm bảo đủ nhu cầu năng lượng theo độ tuổi. Cho ăn dặm quá sớm khi mà hệ thống tiêu hóa của trẻ vẫn chưa hoàn thiện trước 6 tháng tuổi. Kiêng ăn khi trẻ bị bệnh chỉ cho ăn cháo muối, cháo đường kéo dài. Thêm vào đó, việc trẻ không được tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch nhất là đối với các mũi tiêm bắt buộc cũng khiến cho hệ miễn dịch trở nên yếu hơn trước các tác nhân gây bệnh. Từ đó, trẻ rất dễ mắc bệnh và khiến trẻ biếng ăn, khó hấp thu chất dinh dưỡng cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng suy dinh dưỡng. Sai lầm trong cách nuôi con. Nguyên nhân lớn nhất thường khiến trẻ mắc phải vấn nạn suy dinh dưỡng chính là sai lầm trong cách nuôi dưỡng của người lớn. Theo đó, những bữa ăn không đảm bảo cân đối 4 nhóm chất cơ bản, bột đường, đạm, béo, vitamin và khoáng chất về lâu về dài khiến trẻ mất cân bằng dinh dưỡng. Ăn quá nhiều hay quá ít một loại thực phẩm đều ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Duy Anh Web liên tục khai giảng khóa học bán hàng online đa kênh 4.0 cầm tay chỉ việc một kèm một hotline tư vấn khóa học 18006223 website duyanhweb.edu.vn. Theo số liệu điều tra dinh dưỡng quốc gia năm 2015, 18% trẻ em không được cho ăn đa dạng thực phẩm và 36% trẻ em không được cho ăn đủ số bữa cần thiết. Trong những năm đầu đời, trẻ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, nếu không được tiêm chủng đầy đủ có nguy cơ mắc các bệnh nhiễm khuẩn như viêm phổi, viêm đường hô hấp, tiêu chảy, tái đi tái lại nhiều lần. Khi bệnh, trẻ có hiện tượng biếng ăn hoặc phải sử dụng nhiều loại thuốc kháng sinh sẽ làm mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột làm giảm khả năng hấp thu dinh dưỡng. Chế độ ăn để phòng ngừa suy dinh dưỡng ở trẻ. Bà Henrietta Fore, giám đốc điều hành UNICEF cho rằng mặc dù đã đạt được nhiều tiến bộ về kỹ thuật, văn hóa và xã hội trong những thập kỷ qua, nhưng chúng ta đã bỏ qua một thực tế cơ bản nhất. Nếu trẻ em ăn uống kém dinh dưỡng, trẻ em sẽ không sống khỏe mạnh. Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới đang có chế độ ăn không lành mạnh và cần được thay đổi. Giải quyết suy dinh dưỡng không đơn thuần chỉ là có đủ thức ăn cho trẻ ăn mà trên hết là phải có thức ăn lành mạnh cho trẻ ăn. Suy dinh dưỡng trẻ em là bệnh lý liên quan trực tiếp đến chế độ dinh dưỡng và thói quen ăn uống.
Vì thế, để phòng ngừa tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em, chúng ta cần thay đổi từ chế độ dinh dưỡng cho trẻ trong bụng mẹ đến khi sinh ra đời. Chế độ dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai. Những người mẹ có chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý, tăng cân tốt 10 đến 12 kg trong thai kỳ sẽ sinh ra những em bé khỏe mạnh, thông minh. Phụ nữ khi mang thai có nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng cao hơn trước khi có thai. Nhu cầu năng lượng của người mẹ tăng tỷ lệ thuận với tháng tuổi của thai nhi. Để đạt mức tăng cân từ 10 đến 12 kg vào cuối thai kỳ, các bà mẹ cần ăn nhiều hơn để đảm bảo năng lượng tăng thêm 500 kcal một ngày và đạt mức 2.260 kcal một ngày đối với người lao động nhẹ và 2.550 kcal một ngày đối với người lao động trung bình. Trong giai đoạn này, mẹ bầu cần chú ý bổ sung đủ các dưỡng chất ở cả 4 nhóm, bột đường glucid, đạm protein, béo lipid, các loại vitamin, chất xơ và khoáng chất. Không nên quá thừa hoặc quá thiếu các chất này. Nếu thiếu dinh dưỡng, mẹ dễ bị thiếu năng lượng, trẻ có nguy cơ bị suy dinh dưỡng bào thai. Chế độ dinh dưỡng giai đoạn cho con bú. Trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ cần được bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời và nên kéo dài đến 24 tháng tuổi. Nhiều nghiên cứu khoa học cho thấy trẻ được nuôi bằng sữa mẹ ít mắc các bệnh nhiễm khuẩn. Suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính khi trưởng thành. Chế độ dinh dưỡng giai đoạn cho trẻ ăn dặm và trẻ lớn. Sau 6 tháng, trẻ bắt đầu ăn dặm. Lúc này, thực đơn mỗi ngày của trẻ phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhóm chất. Bột đường, cơm, cháo, chất đạm thịt, cá, trứng, chất béo, dầu ăn, mỡ động vật, bơ, chất xơ, vitamin và khoáng chất các loại rau, củ, quả, sữa và các chế phẩm từ sữa để đảm bảo bé luôn được cung cấp đủ năng lượng theo nhu cầu. Các bậc phụ huynh đừng quên theo dõi thường xuyên cân nặng và chiều cao để đánh giá đúng và phát hiện kịp thời. Đối với trẻ lớn hơn, hệ tiêu hóa vững chắc hơn và đã quen với việc hấp thụ nhiều loại thức ăn khác nhau, bố mẹ nên tăng năng lượng khẩu phần ăn. Hãy cho trẻ ăn nhiều món trong một bữa và đa dạng nhiều nhóm chất dinh dưỡng. Để trẻ không cảm thấy mình bị ép ăn quá nhiều cùng lúc, bố mẹ nên chia nhỏ các bữa ăn. Lượng thức ăn mỗi bữa ăn có thể ít hơn trẻ bình thường nhưng số bữa phải nhiều hơn. Và mẹ cần có thực đơn đa dạng, sáng tạo những món ăn lạ miệng, bắt mắt để kích thích sự thèm ăn của trẻ. Duy Anh Web thiết kế website chọn gói chỉ từ 2,8 triệu tặng tên miền hosting hotline tư vấn làm web 18006223 website duyanhweb.com.vn.